Thank you.
lẹ bèo lên dốc. Rồi về cầu An Phú Đông cũng rất là vinh dự được đón nhà điêu khắc Phạm Minh Chiến đến để mà thông cầu và quay phim. Đi cầu mọi người ơi, đi cầu mọi người, bạn nhầm đi ô phà. Đây là bến phà đã ngưng hoạt động rồi mà mọi người vẫn còn luyến tiếc. Cầu đã thông rồi, đi cầu đi chứ, đi phà gì, phà nghỉ rồi. Đấy, còn có nhiều người vẫn còn đi lầm vào bên phà. Lần đầu tiên làm chưa nói tuyệt vời. Chào mừng An Phú Đông trước mắt. Đây, từ nay không phải đi phà nữa, không phải lùi đò nữa bà con ơi. Quá tuyệt vời luôn.